Chương trình dạy bơi người cá chính thức kết thúc tại câu lạc bộ Lan Anh, tức là câu lạc bộ người cá. Chàng tiên cá trở về nơi đây. Ok, bye bye em nhỏ. Thi thắng tiên cá luôn rồi, khoái quá rồi. Nhớ giữ bí mật cho Tayon nha. Giữ bí mật tiên cá ở đây.